Cơn dông lốc diễn ra vào sáng nay 25 tháng 9 đã làm 35 ngôi nhà ở phường Thuận An Huế bị tốc mái, 3 người dân bị thương đang điều trị. Trận lốc xoáy kèm mưa lớn này đến từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang đổ vào một số tỉnh miền Trung. Chiều 25 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã điều động 22 cán bộ chiến sĩ cùng giúp dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, dựng lợp lại nhà. Nhiều người dân lợp mái tôn, ngói, tấm lợp phyro xi măng bị cơn gió mạnh quét qua cuốn bay, gây hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà. Thống kê chưa đầy đủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 14 giờ chiều hôm nay, có đến gần 100 mái nhà của người dân ven biển, ven phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế bị lốc xoáy cuốn phăng và 6 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 9, một cơn lốc xoáy diễn ra hơn 10 phút đã quét qua địa bàn các thôn Tây Thành và Thủy Điền thuộc xã Quảng Thành, làm hư hại khoảng 30 ngôi nhà. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành, cơn lốc làm tốc mái hoàn toàn 14 ngôi nhà, chủ yếu do lợp bằng tấm lợp xi măng và tôn. Số còn lại do lợp ngói nên chỉ bị sóc và lù một số khu vực, thiệt hại dưới 30%. Chiều cùng ngày, lực lượng quân đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền cũng về giúp địa phương khắc phục hậu quả. Theo dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm.